Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin 113 cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 15 giờ và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với 12 bị cáo khác phải ra hầu tòa về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 12 bị cáo còn lại có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bắc Ninh. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cấp phó của mình là Nguyễn Hồng Sơn hiện đang bỏ trốn và bị tòa án xử vắng mặt. Theo cáo trạng, quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Các bị cáo trong vụ án đã giúp đỡ cho công ty AIC và công ty thuộc hệ sinh thái AIC, các công ty thuộc nhóm công ty Sông Hồng, trúng thầu 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 dự án bệnh viện đa khoa nói trên, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 48,6 tỷ đồng. Các bị cáo khác là nguyên là lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thống nhất việc phân chia, tạo điều kiện cho công ty AIC và công ty thuộc hệ sinh thái công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng, thông thầu, trúng thầu, trái pháp luật. Sau khi giúp đỡ tạo điều kiện cho trúng thầu, các bị cáo này đã nhận tiền hối lộ của Nhàn và Hưng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Ngày hôm nay, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Quang Trung, trú tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, để xác minh về hành vi chống người thi hành công vụ. Phát hiện Lê Việt Thái điều khiển xe máy chở theo ông Lê Quang Trung ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Ngay lập tức, ông Lê Quang Trung có lời nói chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra. Mặc dù đã được giải thích và yêu cầu ông Trung không được xúc phạm tổ tuần tra, thế nhưng ông Trung vẫn tiếp tục hành vi và cầm mũ bảo hiểm ném xuống đường, làm cho tổ tuần tra không lập được biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Thái. Khi đang làm việc, ông Trung tự ý lên xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính để điều khiển đi. Đại úy Nguyễn Viết Thanh Anh có hành động ngăn cản thì bị ông Trung dùng tay đấm vào đầu. Thấy vậy, tổ công tác đã khống chế đưa ông Trung về bàn giao cho công an phường Tân Phú lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ. Công an phường Tân Phú đã chuyển ông Lê Quang Trung cho công an thành phố Đồng Xoài xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi với quy mô lớn tại nhà của Lạc Văn Lìm, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công và bắt giữ hơn 30 đối tượng. Vị trí xung quanh nhà là hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh, lối vào khu vực đánh bạc với cửa sắt kiên cố, hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn. Phía trên được gia cố bằng các thanh sắt, có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng. Lối vào của khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300m với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Vào ngày 27 tháng 10, 4 tổ công tác đồng loạt bao vây, tấn công từ nhiều hướng vào ổ bạc, bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa, gồm 13 nam, 19 nữ, trú tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này do đối tượng Trương Văn Thế, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc. Sới bạc hoạt động từ 15 giờ đến 24 giờ hàng ngày và được tổ chức thành nhiều canh. Và các con bạc vào sới phải nộp từ 200.000 đến 500.000 đồng tiền phế và sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng bạc. Thưa quý vị, qua kiểm tra một quán bar ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an đã đưa hơn 200 người có mặt tại quán bar này về trụ sở để kiểm tra về ma túy.
Vào rạng sáng cùng ngày, Công an quận Nhất đã phối hợp với Công an phường Bến Thành phong tỏa đoạn đường Nguyễn Văn Tráng trước quán bar Empire. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều khách đang vui chơi trong tiếng nhạc lớn. Qua sàng lọc, hơn 200 người nghi vấn đã được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra và kiểm tra ma túy. Hiện công an đang sàng lọc số người nói trên, đồng thời làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm hành chính tại tụ điểm ăn chơi Empire. Trong đó có một DJ sinh năm 1991, quê tại Hải Phòng, cũng có mặt tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra. Trước đó vào cuối tháng 4 năm 2023, DJ này từng bị công an tỉnh Hải Dương tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ ma túy trái phép. Thưa quý vị, dù đã được cảnh báo rất nhiều về tác hại của ma túy, thế nhưng tỷ lệ người sử dụng vẫn đang gia tăng. Và việc triệt phá thành công đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng về Thành phố Hồ Chí Minh của Công an quận Tân Bình và các đơn vị phối hợp đã khẳng định tinh thần mưu trí dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng công an. Đằng sau thành công đó là những ngày nếm mật, nằm gai và có cả những phút giây sinh tử mà các trinh sát phải đối mặt. Sau khi mà giám sát cái nơi ở của đối tượng Tú ở Gò Vấp, nơi mà đối tượng Tú nhận thùng hàng trước khi bỏ trốn và quay về á, thì lập tức là đơn vị triển khai một mũi trinh sát. Khi trinh sát vừa tới nhà thì đối tượng Tú này cũng vừa đi taxi về tới. Phát hiện lực lượng công an thì đối tượng Tú này là lập tức quay đầu bỏ chạy và chui đầu vào xe để coi như là lấy khẩu súng để chống đối lực lượng anh em mình, thì trinh sát mình mới nhảy cả vào xe để giằng co với đối tượng Tú. Thì trong quá trình mà giằng co thì đối tượng Tú rút súng bắn một phát toàn vào giờ, bắn cố tình để bắn ngay đầu, kịp thời nép vào thì đã thoát được một viên. Tiếp theo một viên thứ hai là đối tượng Tú đưa thẳng vào đùi của đồng chí trinh sát và bóp cò. May mắn là đạp được cái khẩu súng ra và đầu súng này bắn thủng sàn xe và tiếp tục giằng co. Thì bằng ý chí quyết tâm là trinh sát mình đã khống chế được đối tượng Tú và đảm bảo an toàn. Khi đối tượng thủ sẵn súng trong người, đối tượng viết một tờ giấy: đây là khẩu súng tôi nhặt được và đang trên đường nộp cho cơ quan công an nhằm đối phó, nếu bị cơ quan bắt giữ thì đối tượng này sẽ nói là khẩu súng này tôi vừa nhặt được. Nhưng với các tài liệu trinh sát, bằng cách đấu khai thác của trinh sát thì có nhiều tài liệu chứng minh khẳng định cái khẩu súng này là đối tượng đã chuẩn bị từ trước nhằm mục đích để chống trả với cơ quan công an khi bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ. Nên chúng tôi đã khởi tố và làm rõ được hành vi tàng trữ hối quân dụng của đối tượng Lê Thanh Tú. Theo ban chuyên án, việc truy xét, bắt giữ và thu thập các tài liệu chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Nhưng ban chuyên án kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, truy đến cùng để tìm tang chứng, vật chứng, đồng thời làm cơ sở, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử nhằm trừng trị thích đáng đối với những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Với tính chất của cái tội phạm ma túy này là truy xét nóng, khi khám phá án là phải bắt giữ nhanh nhất, nên khi vừa khám phá bắt đầu tiên nổ ra bắt ở 16 Ngô Bệ, phường 3 Tân Bình, thì đồng loạt tất cả mũi trinh sát đã nổ ra 5 hướng, truy xét tất cả từ các nguồn và các dữ liệu và sử dụng tất cả biện pháp nghiệp vụ để đạt được thành công là bắt đủ hết 5 đầu mối, 5 thùng hàng từ Campuchia chuyển về cho các đối tượng này. Thu được trong chuyên án là 3 khẩu súng, một trái đạn và hàng chục viên đạn và các loại hung khí. Trước khi mà anh em lên đường chiến đấu với các đối tượng ma túy á, thì được cái sự quán triệt của kể từ ban giám đốc đến ban chuyên án quận là phải tính toán kỹ càng nhất các phương án để đấu tranh với các đối tượng có súng. Thì anh em trước khi bắt đối tượng thì cũng đã tính toán rất kỹ, nhưng mà đôi khi trong cái làm án á, nó có những tình huống đột xuất. Nhưng với cái tinh thần quyết tâm thì cán bộ chiến sĩ cũng không có ngại mà nguy hiểm. Khi mà đối tượng nó manh động thì anh em cũng hết sức uyển chuyển khéo léo mà để bắt giữ thành công đối tượng, mà giữ an toàn cho bản thân và cho người dân. Cuộc chiến trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy vẫn luôn được xác định là cuộc chiến lâu dài, cam go và quyết liệt. Trước vô vàn khó khăn, thách thức, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy nói chung và công an quận Tân Bình nói riêng vẫn luôn vững vàng bản lĩnh, đẩy lùi tội phạm, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Thưa quý vị, từ chiều tối ngày hôm qua, nước lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục lên cao, làm cho gần 33.000 hộ dân bị ngập lụt, 58 thôn bản bị chia cắt và nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, chia cắt và cô lập hoàn toàn. Nhờ chủ động các phương án ứng phó, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức sơ tán di dời gần 1.250 hộ với gần 3.700 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, trong đêm ngày 28 tháng 10, trước tình trạng nước lũ lên cao, một số người dân ở vùng thấp trũng chưa di dời đã được lực lượng công an các địa phương kịp thời ứng cứu. Tại Quảng Ninh, lực lượng công an huyện và công an các xã đã đến từng hộ dân để hỗ trợ di dời, chuyển đồ đạc tài sản của người dân đến các điểm tránh trú cao giáo và an toàn. Tại huyện Lệ Thủy, lực lượng công an huyện đã ứng cứu kịp thời một bệnh nhân bị tai biến đi cấp cứu từ trạm y tế xã Liên Thủy đến bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy được an toàn. Trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đối tượng Nguyễn Hoàng Đăng Khang, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại số 187/3, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định truy nã số 2857 ngày 14 tháng 6 năm 2024, đối với đối tượng Nguyễn Công Trung, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật là hành vi ngăn cản, tước đoạt sự tự do dịch chuyển thân thể của người khác, trái với quy định của pháp luật. Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.